Người làm đẹp cho đời xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình kể cho các bạn câu chuyện mình đang vẽ tại thôn Phú Cát, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc về Hà Nội. Mình đang vẽ cho nhà chú Tứ, cô Gấm đi vẽ giao lưu với cả anh Đỗ Lộc ở dưới Quốc Oai. Hai anh em có duyên với nhau thì anh Đỗ Lộc gọi mình đến đây để vẽ cùng công trình. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và bây giờ mời quý vị và các bạn xem quá trình mình vẽ bức tranh này nhé. Lần này có duyên về với Quốc Oai là lần thứ hai mình được về Quốc Oai. Lần trước mình về Quốc Oai mình vẽ một bức tranh treo. Mình về mình treo tranh cho bạn tên là Hằng ở gần chùa Thầy, cách chùa Thầy 2 km. Hôm nay thì mình làm ở đây thì cách nhà bạn đấy tận hơn 20 cây cơ, cũng tương đối xa. Theo như cá nhân mình đánh giá thì con người Quốc Oai là rất là mến khách và yêu nghệ thuật, và đặc biệt là cái môn nghệ thuật hội họa. Mình về đây thì nhà chú Tứ chú làm nghề quay vịt và đang chuẩn bị mở dịch vụ ăn uống, nên là chú ấy đón tiếp mình với những cái món nướng là cảm giác như mình ăn thích lắm, rất là vừa vặn. Mỗi bữa mình ăn đến tận 4 bát cơm mà đứng dậy vẫn còn cảm thấy tiếc, bởi vì là dạ dày của mình nó đầy mất rồi, không chứa được thêm nữa. Vợ chồng cô chú Tứ Gấm sống rất là hòa đồng, quý người, nên là mình về đây mình làm cảm giác như mình vẫn đang như ở nhà chứ không phải là đi làm xa nhà. Nên là mình cảm thấy là cô chú Tứ Gấm là rất là tuyệt vời. Quá trình mình đi vẽ rất hiếm khi mình gặp được những cái khuôn tranh nào mà nó lại vừa dài vừa rộng thế này. Tranh dài và rộng thế này mình sẽ thỏa sức mình sáng tạo, mình bố trí, mình phối cảnh, mình tạo cho cái khung cảnh nó thêm sinh động mà không bị gò bó trong một cái khuôn hình khuôn khổ nhất định nào cả. Nên là mình vẽ bức tranh này mình cảm thấy rất là có cảm hứng. Làm việc ở đây mình được tạo điều kiện hết sức có thể. Từ lúc bắc giáo rồi thì là đến cái lúc chuẩn bị những cái nọ cái kia là được anh Đỗ Lộc và cô chú Tứ Gấm, lại được cả ông hàng xóm sang chơi cũng hỗ trợ mình. Bác giáo cơ, mình đi quãng đường xa mình đến mình mệt mỏi mình cứ ngồi uống nước thôi, là mọi người chuẩn bị hết cho mình chỉ sẵn làm, mình cảm thấy rất là biết ơn. Mời các bạn tham quan qua cái khung cảnh của nhà cô chú Tứ Gấm nhé. Đây là buổi trưa anh em là đang được cô chú Tứ Gấm mời cơm. Đang đang quay để chốc mang về để đăng lên YouTube. Anh lại còn hỏi là đăng ký YouTube có mất phí không? Lạc hậu quá. Thằng nào sinh năm 75 là phải. Giới thiệu qua với mọi người là chú áo đen chấm bi đốm là chú Tứ, anh áo xanh là anh con rể của chú Tứ, anh quần dàn di là anh Đỗ Lộc,
anh áo đen quần đen là anh phó cà thợ sơn và mình trong bữa cơm thân mật của nhà chú Tứ tấm buổi trưa hôm nay. Nó bỏ khẩu trang là chúc em đưa anh lên tận YouTube luôn. Rất vui hôm nay có ông anh có duyên là giao lưu với người làm đẹp cho đời vài đường vẽ cơ bản. Ở đâu họa sĩ quay mặt đây để xem mặt nào. Quay mặt ra để quay mặt ra để xem thôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.